Rồi. Hôm trước chúng ta mà mới chỉ làm quen với cái mô hình cơ sở dữ liệu có một bảng. Đấy. Thật ra là một bảng cũng là rất là hay rồi đúng không? Tự nhiên lại hôm trước chúng ta đang ở chỗ nào? Chúng ta đang ở đây này, đó. Đây là hôm trước nhé. Thì hôm nay là chúng ta thiết lập cái bài toán là gì? Cái bài toán của chúng ta là quản lý một cái cửa hàng bán tạp phẩm nhỏ của gia đình đấy, mà yêu cầu là chúng ta quản lý các cái đơn hàng của các khách hàng. Thì mỗi đơn hàng cái hàng nó chỉ có 4 cột thôi. Cột thứ nhất là cái gọi là cái mã đơn hàng kiểu là hóa đơn ID. Cột thứ hai là tên khách hàng đấy. Cột thứ ba là ngày mua, và cột thứ tư là số tiền. Như hôm trước chúng ta mà muốn xảy ra thì đây là cái mô hình quản lý là đơn giản nhất nhé, mà nó cũng thực tế luôn đấy. Thực tế là rất nhiều những cái gia đình mà có một cửa hàng tạp phẩm nhỏ muốn bán hàng thì ban đầu lập một cái sổ nhỏ như vậy thôi, và cứ hàng ngày mỗi người mà bán hàng thì họ nhập vào một cái bảng như vậy đấy. Bây giờ tôi cho chúng ta xem lại một chút nhé. Đây là hôm trước. Nhắc lại là khi chúng ta làm việc với dùng SQL thì chúng ta kết nối vào cơ sở dữ liệu chúng ta là hoặc dùng cái phần mềm HDSQL cũng được nhé. Đấy. Hoặc dùng phần mềm là Workbench cũng được, hai cái nào cũng được. Hai cái này tôi xem lại rồi, nó hoàn toàn giống nhau. Hoàn toàn như nhau. Thậm chí cái bản HDSQL nó còn mạnh hơn, là khi chúng ta gõ lệnh vào thì nó tự động nó sẽ chuyển sang chữ hoa các cái từ khóa. Còn thằng Workbench thì không. Nhưng mà tuy nhiên thằng Uxben nó cũng có cái hay riêng của nó, vì nó là cái phần mềm ruột của chính cái hệ của chính cái hãng mã SQL, cho nên nó rất là nhanh và nó cũng khá thuận tiện. Vì tôi sẽ mở ra xem lại nhé. Đây mà thì của tôi vẫn là cái cơ sở, vẫn là cái hệ quản trị cơ sở liệu cũ nhá, và đây có sẵn kết nối nhà chuột vào là chúng ta kết nối vào nhé. Đó, thì hôm trước là chúng ta làm việc với cơ sở dữ liệu của Lê bán hàng này, và Lê của Lê bán hàng 1 đây này, đó. Và ở đây chúng ta có thể dùng cái màn hình này, chúng ta quan sát nó còn có những cái bảng nào. Đấy, nó có cái này, bấm lên xem bảng này, nó cái bảng đơn hàng, một bảng đơn hàng thôi, đó. Bây giờ tôi sẽ dùng cái lệnh SQL tôi xem lại nhé. Đây, bây giờ tôi hiện nay kết nối rồi, bây giờ tôi dùng lệnh là quản lý bán hàng 1. Thì cái thằng hay thế này là thằng này với cái phần mềm này thì chúng ta là để thực hiện, chúng ta hoặc là chúng ta có xong bấm Ctrl Enter hoặc là bấm vào đệm được. Đấy, bấm đệm được nhé, thì nó chạy hàng ngày rất nhanh, thằng này rất nhanh là chỉ bấm như vậy thôi. Bấm vào đây nhé. Đấy, dùng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục, chúng ta sẽ select, chúng ta hiện ra toàn bộ tất cả thông tin của cái from đơn hàng nhé. Nó có một cái bảng đơn hàng là chính thôi. Đó. Thì chúng ta chạy là cần bấm Ctrl Enter này. Lên luôn nhé. Đây chính là cái quả của nó ở đây. Đó. Như vậy là đây cái màn hình này là màn hình chúng ta quan sát được, đây chính là cái mà hàng ngày chúng ta sẽ phải nhập thông tin vào. Chúng ta nhập cái mã hóa đơn này, nhập tên khách hàng này, đúng không? Nhập ngày mua này, và nhập cái số tiền, đúng không? Đúng, số tiền của hóa đơn đó. Thì cái chúng ta đã khai báo cái cột hóa đơn, cái mã hóa đơn này là cột là cho phép phần mềm nó tự động nhập. Chứ chúng ta không phải nhập nữa, chúng ta nhập ba cái này thôi. Đó. Được chưa? Thế thì nhập cái này nó có cái hay là nó thuận tiện đơn giản, nhưng có cái nhược điểm là gì? Là chúng điều tôi muốn quản lý sâu hơn về khách hàng thì nó hơi khó. Vì trong cột này là có thể có, đây là Hà này. Ở dưới này cũng là, ở dưới là có Bùi Việt Hà nữa, thì không hiểu được cái Bùi Việt Hà này này. Và cái Hà này là một người hay là hai người. Đó, thì máy tính nhìn khi chúng ta gõ vào thì máy hiểu là hai người khác nhau. Đấy, nhưng mà như vậy chúng ta dùng cái mô hình này chúng ta sẽ khó quản lý hơn. Đấy. Khi mà nhu cầu của cái cửa hàng của chúng ta, nhu cầu quản lý nó tăng lên. Ví dụ nhé,
Ví dụ như là mình bên gia đình là muốn tôi có một cái thống kê riêng cho từng khách hàng một. Thì với cái thông tin này thì chúng ta hơi khó nhé. Hay là tôi muốn là giả sử tôi muốn lưu thêm các thông tin là như địa chỉ khách hàng, số điện thoại khách hàng thì làm thế nào thì rất là khó. Cho nên ở đây với cái trường này thì chúng ta sẽ phải mở rộng ra. Đó, thì đó chính là cái ý nghĩa của việc chúng ta sẽ làm ra một cái tạo ra một cái mô hình mà nó rộng hơn một chút. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ làm sang phần thứ hai nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau, hôm trước chúng ta làm quen rất nhiều cái này rồi, nhập dữ liệu ra làm sao, rồi là các cái câu lệnh query, thực hiện các cái lệnh hiển thị truy vấn, cả truy vấn nâng cao rồi, tính toán doanh số, tính toán số lượng các đơn hàng theo từng khách hàng, vân vân, theo ngày tháng, vân vân. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm thêm nhé. Đây, thì bây giờ vấn đề như này, vấn đề của tôi là tôi phải mở rộng ra cái phần khách hàng. Thì như vậy thì cái phần mở rộng khách hàng đó, ví dụ như là tôi muốn nhập rõ ràng là số điện thoại khách hàng, địa chỉ khách hàng, hay là chỉ rõ cái hàng đó là nam hay nữ mà cái hàng đó quê là tỉnh nào đó, thì chúng ta không thể, rất là khó mở rộng cái chỗ này ra, mở rộng cái tên khách hàng ra mà ghi hết vào đây thì nó rất là dài, cho nên chúng ta tách ra thành một cái bảng riêng đấy, nó thích hợp hơn. Và cái bảng riêng này có cái tham số như sau là mã khách hàng nhé, là khóa chính, rồi các cái thông tin phụ là tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ, tỉnh và nam nữ đấy. Và ở cái bên hóa đơn chính, đơn hàng chính như này thì chúng ta thay cái thông tin là khách hàng, tên khách hàng cho thay bằng cái thông số là mã khách hàng đó. Thì mà khách hàng này nó phải trùng, nó là cái thông số nó gọi là khóa ngoài, nó kết nối với cái khóa ngoài ở đây, kết nối với khóa chính của PK của một thằng khác ở đây. Như vậy là cái tên của cái trường này, của cái đơn hàng này sẽ phải trùng với tên của cái khóa chính của của khách hàng này. Đấy. Mà chúng ta coi như vậy, chúng ta có hai cái bảng nhé, bảng đơn hàng và bảng khách hàng. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Và cái mà khách hàng này thì cái khóa chính là nó là mã khách hàng. Đấy. Còn cái bảng đơn hàng này thì khóa chính vẫn là hóa đơn ID, nhưng mà có thêm một cái khóa ngoài là mã khách hàng. Và khóa khách hàng này nó phải trùng với cái nó kết hợp, nó phải kết hợp với bên này. Nó gọi là liên kết giữa hai bảng. Đấy, được chưa? Thì cái này là liên kết, này liên kết là một nhiều. Ở trong cái bảng này đơn hàng tôi có thể có nhiều cái hóa đơn là cùng một tên người, thì tất cả cái đó nó truy cập vào đây ứng với một cái mã này thôi. À, như vậy nó tiết kiệm hơn khi chúng ta mà nhập dữ liệu, được chưa? Rồi thì như vậy là cái mô hình của chúng ta nó là như thế này. Đây bây giờ tôi với lại chúng ta hình như vậy, chúng ta đã chuyển sang một cái mô hình mới là như thế này nhé. Đây tôi vẽ cho các bạn xem cái phần này là phần tương đối là hay. Đấy. Như vậy chúng ta thiết kế ra hai cái bảng để chia hai cái bảng. Một cái bảng là cái bảng này là cái bảng khách hàng. Đấy, khách hàng gồm có rất là nhiều cột, trong đó có một cột quan trọng nhất là cột nó là mã khách hàng. Đây là cột này, là cột cái này là mã khách hàng nhé. Khách hàng thì là 1 2 3, người đó tên là Hà, người tên là Bình chẳng hạn. Đấy, thì cái mã cái hàng này, cái này nó là PK nhé. Và cái bảng chính của chúng ta vẫn là bảng đơn hàng nhé. Thì nó có các cái cột là như sau. Nó có cột chính ở đây là cái này là hóa đơn ID nhé. Đấy. Xong cái khóa đây là cái em là ngày mua, đây là số tiền, và đây là mã khách hàng. Mã khách hàng thì cái mã khách hàng đó, nó là FK. Thì mỗi một cái bảng ghi ở đây thì cái mã khách hàng này nó phải trùng với một con số ở bên này nhé, trùng bên này. Đấy. Mà có thể nó có nhiều cái đơn hàng mà cùng một người cả, cùng một đây cả. Đấy, thì như vậy cái này nó gọi là một nhiều đấy, một N, một N. Nó thường ký hiệu như này này, thường ký hiệu là như thế này. Đấy. Đấy.
một nhiều, đây là n này, đây là một này. Thì trong cái mô hình này thì cái bảng này này nó gọi là cái bảng cha hay là cái bảng gốc hơn, cái bảng cha. Cái bảng này là cái bảng con. Nhưng bảng con phải có một cái nó phải liên kết với cái bảng cha, thì còn hệ lại là một nhiều. Một ứng một bản ghi của bảng cha có thể ứng với nhiều bản ghi của bảng con. Và như vậy vào cái bảng cha này để phải được tạo trước. Cái bảng con này là được tạo sau. Khi nhập dữ liệu vào thì bắt buộc cái dữ liệu này là nó phải có ở bên này rồi. Ví dụ cái khách hàng của tôi là có 3 người nhé. Ký hiệu là các mã của nó là 123. Bây giờ tôi nhập một ghi mới ở đây, nhập một cái bảng ghi mới đây mà nhập đây là 4 thì máy nó báo lỗi ngay là không có. Vì nó phải ứng bên này mà, không có là máy báo lỗi, máy không nhập vào được. Bắt buộc phải nhập vào đây là phải là hoặc là 1 hoặc là 2 hoặc là 3. Đó. Thì đó chính là cái mô hình hai bảng. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cái mô hình hai bảng đấy nhé, rất đơn giản thôi, không có gì cả. Thì đây là cái mô hình nhìn rất rõ ràng như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái mô tả kỹ hơn nhé. Thì cái mô hình này nó là kiểu in này, nó là khóa chính này. Đấy, và nó là nó là số nguyên, là nó là chứ thay vào thậm chí để là nó not null rồi nó tự động tăng, mấy cái hóa đơn tự động tăng. Đây là ngày mua là kiểu date nhé, mã khách hàng là kiểu in mà nó FK nó liên kết với bên này. Đấy. Bên này thì cái mã khách hàng là in nhé, nó là PK, nó tự động, nó là tự động. Ở đây tôi gọi đây nhầm, không phải chỗ này, không phải in đâu, chỗ này là như thế này. Đấy, nhé, auto increment, có thể thêm đây là not null cho yên tâm, not null này. Đấy, not null nhé. Tên khách hàng nó là Vacha, là cái là số ký tự độ dài thay đổi. Số điện thoại Vacha là 12. Địa chỉ Vacha 255, tỉnh Vacha 50 và nam nữ là Bun. Thì cái Bun là kiểu logic ấy, thì nó có thể dùng cái khi nhập dữ liệu có thể dùng cái từ là true false hoặc là dùng là 1 0 được, 1 ứng là đúng, không là không là không thì là sai. Đấy, thì khi mà nhập liệu ấy, đây thì chúng ta nhập liệu như thế này. À, khi mà tạo bảng chúng ta tạo cái bảng là bảng có lấy bán hàng 2 nhé, và đây là chúng ta phải tạo trước cái cái bảng khách hàng trước, xong tiếp theo là tạo cái bảng khách hàng, cái bảng đơn hàng 2. Và bảng đơn hàng 2 này thì bắt buộc phải có cái dòng chữ là khi tạo cái foreign key thì nó phải liên kết, có từ khóa là foreign key ở sau cùng nhé, sau đó mở ngoặc ghi tên cái trường mà nó là phóng ngoài đó, xong có cái từ là references, xong nó với cái gì liên kết thì liên kết với khách hàng, mở ngoặc mà khách hàng. Đấy. Chúng ta sẽ tạo khách hàng trước này, tạo đơn hàng sau này, rồi bây giờ cùng nhau làm nhé. Đây rất đơn giản, bây giờ chúng ta đây, bây giờ tôi sẽ vẫn tạm thời đi xuống dưới đây nhé, và tôi tạo ra một cái query mới nhé. Query này là query cũ rồi, bây giờ tôi tạo ra một query mới, tôi làm được, tôi có thể xóa đi làm lại, xóa đi ở đây nhé. Đấy, xóa đi này. Rồi, thì tất cả các lệnh liên quan đến cái của lý bàn hàng 2 này tôi sẽ tạo ra một, tôi sẽ đưa vào trong một cái file, sau này tôi lưu lại nhé. Đầu tiên tôi dùng cái lệnh là tạo ra một cái dữ liệu mới này. Thì ở trong cái file query này tôi có thể gõ cái lệnh là nó là comment như này. Chúng ta gõ hai cái này thì là comment nhé, tạo cơ sở dữ liệu mới nhé, cho nó dễ nhé, tạo cơ sở dữ liệu mới. Đầu tiên đó là quản lý bán hàng 2. Được chưa? Đấy, thì tôi làm như sau. Lệnh này gì là create nhé. Đấy, database quản lý bán hàng 2. Đấy. Đây là cái lệnh mà tôi có thể đóng lại những cái này, cái này hình như đóng hàng ngày khi làm việc tôi đóng lại không cần thiết, tôi phải đóng cho nó sáng sủa ra nhé. Đây, đây lệnh là tạo ra cái cơ sở dữ liệu là quản lý bán hàng 2, được chưa? Và tôi chạy nó này, bấm lên chạy này, rất đơn giản chạy. Đấy. Tôi kiểm tra xem bây giờ tôi có thể bật cái lên đây là cái nút này để hiển thị cái cơ sở phía dưới. Cơ sở phía dưới là cơ sở mà hiển thị xong cái lệnh đã thực chạy hay không hay là sai đúng. Đấy nhá. Thế lệnh là đây này, lệnh quản lý bán hàng 2 này. Nó kêu là một row affected, như vậy là chúng ta đã tạo xong.
tạo xong rồi đấy. Đấy, như vậy lệnh là xong rồi nhé. Bây giờ tôi thử xem này, tôi dùng cái lệnh là show date base đấy, chạy thử xem nhé. Đấy, kiểm tra nhé. Đây quản lý bán hàng 2 đây này. Đó, tôi vừa mới tạo sang quản lý bán hàng 2 đây, bán hàng 1 bán hàng 2 đây này, đúng nhỉ, quản lý bán hàng đây này, vừa tạo xong nhé. Đấy, như vậy cái này vừa tạo xong rồi nhé. Đấy, rồi thế bây giờ tôi bắt đầu tôi tạo nhé, chuẩn bị tạo nhé. Bây giờ chuẩn bị tạo bảng phải nhé. Lệnh thứ nhất là tôi sẽ tạo tạo cái tệp mà tạo cái này, bây tôi chỉ copy rồi, tôi copy từ cái file kia sang nhé. Để copy từ cái này sang này. Đấy, bây tôi copy nhanh nhé. Đây tôi copy nhanh, đỡ phải làm, đỡ phải tạo. Đây, trong máy tôi đã lưu rồi, vậy tôi tìm đây. Tôi tạo bằng cái lệnh này nhé. Đây. Thì đỡ phải gọi lại thôi mà. Lệnh đầu tiên nhé. Đây. Tạo cái bảng khách hàng. À đâu không, đầu tiên ạ. Xin lỗi. Đầu tiên tôi phải tạo dùng lệnh là use, thì tôi đỡ phải gọi lại use quản lý bán hàng 2. Được chưa? Chạy này, cái này là chỉ một lệnh nhé. Rồi. Như vậy tôi vừa mới chạy xong cái đó, bây giờ xong một lệnh tiếp theo, lệnh này này. Quản lý bán hàng 2 nhé, đây này. Được chưa? Ở đây tôi phải đóng lại đã, tôi quên lệnh đóng. Đấy. Được chưa? Quản lý khách hàng trước nhé. Tôi tạo cái bảng quản lý khách hàng này. Đầu tiên là mã khách hàng này. In này, not null này, auto increment và primary key. Đấy, đây là như vậy khai báo cái trường thứ nhất nhé. Đấy, vừa là in vừa not null này. Tên khách hàng này là Vacha mà tôi muốn là not null. Số điện thoại tôi để xuống dưới này, số điện thoại là Vacha 12 nhé. Địa chỉ là Vacha 25 này, tỉnh là Vacha 50 not null. Khi đây tôi để số điện thoại để như này thì ý là có thể được phép là null, khi mà tôi nhập mà có thể cho phép là null được. Còn chỗ này là not null, tên là bắt buộc là phải khắc không, phải khắc null, và tỉnh tôi muốn sao tôi muốn kiểm tra tỉnh cũng phải not null. Còn nam nữ vậy là bull và not null. Và xong. Đấy, thì đây là cái lệnh mà khởi tạo một cái bảng tra trước nhé. Đấy, tôi bấm lúc này thì tôi khởi tạo, hay bấm Ctrl Enter cũng được. Nhé. Khởi tạo xong rồi, bây giờ tôi kiểm tra. Đây, bây giờ kiểm tra đúng đây, kiểm tra cho nó chạy ra trên này. Đây, kiểm tra để xem nhận đây này. Đây, khởi tạo bảng đây này. Xong. Như vậy đã ấy đây. Còn nếu bây giờ các bạn muốn xem thì là các bạn dùng lệnh này. Các bạn dùng cái lệnh như thế này là nó cũng sẽ hiển thị thôi. Dùng cái lệnh là đây nhé, dùng cái lệnh là show. Làm thế đâu là ấy luôn, table. Đấy. Hiển thị này, đấy. Như vậy là quản lý khách hàng là xong rồi đúng không? Đã có rồi. Bây giờ tôi sẽ làm bước tiếp theo, tôi sẽ tạo ra cái bảng con. Chúng ta nhớ là luôn phải tạo ra cái bảng. Đây cái mình này chúng ta tạo cái bảng tra trước nhé. Đấy, xong tôi tạo cái bảng con xong. Tạo bảng con khó hơn, chúng ta vừa có cái trường là trường PK, vừa có cái trường ở đây là cái trường gì, trường đây là trường gì? Đây là cái trường là FK. Đấy, chúng ta chú ý. Thì chúng ta đây là cái lệnh đây. Đây lệnh này này. Đấy, mình tôi chỉ copy vào đấy nhé, tôi không tôi ngại lắm, vì tôi ngại gõ lại rồi tôi copy từ trong cái slide của tôi copy ra nhé. Đây. Bây giờ tôi sẽ copy ra. Khi các bạn làm trên máy tính, các bạn sẽ phải tự làm cho quen đi, chứ không nên là cứ ỉ lại và các em có việc copy. Đấy, tôi vừa tạo ra rồi nhé. Đây, khởi tạo cái bảng thứ hai là đơn hàng này. Đơn hàng kia, hóa đơn ID của nó này là in này, not null, auto increment, primary key. Đấy, đó là một ý thứ nhất nhé. Đây là khai báo cái trường thứ nhất. Cái trường thứ nhất, trường thứ hai là ngày mua, date, not null. Tôi muốn là cái ngày mua phải ghi, tôi muốn kiểm tra mã khách hàng là in not null nhé. Mã khách hàng này là nó chính là foreign key, nhưng mà tôi để dưới cùng nhé. Số tiền float là số tiền not null, còn foreign key này đấy, mở ngoặc mã khách hàng reference sang cái liên hệ với cái
liên hệ với cái bảng tra là khách hàng, mở ngoặc mà khách hàng đó, được chưa? Và bây giờ tôi chạy cái lệnh này, bấm lên chạy. Đấy, xong rồi đấy, bây kiểm tra, mình bấm lên kiểm tra nhé, hay kiểm tra ngay lệnh này, kiểm tra dùng cái lệnh là show table, xem nó có ra chưa. Nó ra thì nó sẽ ra ngay thôi mà, chấm phẩy nhé, enter. Đấy, như vậy ta tạo được hai cái bảng đấy, như vậy là tạo bảng là xong nhé. Thì ở trong cái phần mềm này có, nó có hay là nó có chức năng, nó có thể vẽ được cái sơ đồ này cho chúng ta, cái sơ đồ như này này, như đây thì tôi vẽ cái sơ đồ như này này, hay là cái sơ đồ như này này, cái sơ đồ giống ở đây này, như đây này, cái sơ đồ như này này, thì chúng ta có thể tạo ra cái sơ đồ như này. Ví dụ như đây đơn hàng nhé, đây là khách hàng nhé, đấy nó nối vào như này, thấy không, đây là một n này, đấy đây là N1 nhé. Thì cái bảng này là cái bảng các thầy cô thấy, tôi sẽ cho các thầy cô xem mà chúng ta có thể tạo cái bảng rất dễ dàng ở trong cái phần mềm này. Đấy, rất là đơn giản như sau nhé. Đây các bạn làm như này, nhưng mà chúng ta vừa mới tạo rồi, bây giờ chúng ta tạo cái lệnh, chúng ta vào cái lệnh, tôi nhớ lại hiện không nhớ lệnh view à, quên. Tôi quên sửa rồi. Đây này. Cái lệnh là database, đây là lệnh, nó thêm lệnh là reverse engineer nhé. Hiện nay tôi đã tìm mãi rồi thì ở trong cái phần mềm Heidi SQL hình như tôi chưa thấy, các bạn hãy tìm hộ tôi nhé, xem có không. Có cái lệnh là tạo cái này nó gọi là sơ đồ liên kết các bạn ạ. Cái lệnh này, cái màn hình này này, nó gọi là sơ đồ liên kết. Đấy, các bạn trong sơ đồ liên kết các bạn trong một cái cơ sở dữ liệu bất kỳ. Thì ở đây chúng ta dùng cái lệnh, chúng ta vào database, chọn là reverse engineer nhé. Đấy, và ở đây chúng ta bỏ qua cái này để nguyên như thế. Bình thường chúng ta bấm next. Đấy, sau đó chúng ta bấm next một lần nữa. Rồi thì ở đây cho phép chúng ta tạo ra các cái sơ liên kết ở trong, có thể từ một hoặc là nhiều cơ sở dữ liệu được. Cái tôi vừa tạo là cái này này, bấm vào đây nhé. Thì tôi sẽ tạo ra cái sơ liên kết các cái bảng ở trong cái cơ sở dữ liệu là quản lý bảng 2 tôi vừa mới tạo ra xong nhé. Bấm next này, xong bấm next lần nữa nhé, bấm execute. Đấy, xong như vậy là tôi bấm gọi như next là xong nhé, chỗ này là kết thúc nhé. Đấy, bấm finish. Đây thì đây, máy nó vừa mới tạo ra xong rồi này. Đấy, máy nó vừa tạo xong cái sơ đồ. Chúng ta có bao nhiêu bảng hiện ra là bấy nhiêu cái sơ đồ, và chúng ta rất hay, chúng ta có thể quan sát và chúng ta sẽ, đấy, tự động máy nó tạo ra rồi nhé. Chúng ta có thể phóng to, thu nhỏ tùy chúng ta. Ở đây tự động máy nó tạo ra cái khung rất là vừa rồi, chúng ta có thể không cần phóng to cũng được, tự động máy tạo ra đúng rồi. Đấy, và chúng ta có thể copy cái này video đó được. Thì cái phần mềm này nó có hay như đấy, nó có hay là chúng ta có thể tạo ra các cái sơ đồ liên kết để quan sát, mặc dù là nó không đặt đúng chỗ lắm nhé. Cái đơn hàng này thì cái mà khách hàng này nó đúng hơn, mà thẳng hàng đấy nó không thẳng hàng lắm đâu, hình như để ở chính giữa thì phải, tôi không tìm cách kéo xuống được, luôn để ở giữa các bạn ạ, để ở giữa nó có cái nhược điểm như thế nhé. Không sao, không quan trọng lắm đâu. Đấy, khi mà có liên kết này thì hiển nhiên là ở cái bên ở cái đây là cái đây là cái bảng tra bắt buộc nó phải là liên kết với cái khóa chính, hiển nhiên rồi. Bên này thì nó hiển nhiên nó phải cái liên kết với cái một cái khóa ngoài đây, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang bước tiếp theo là chúng ta sẽ cập nhật dữ liệu, nhập dữ liệu cho cái bảng này nhé. Đấy, bây giờ chúng ta quay lại cái này này. Đấy, chúng ta quay lại đây nhé. Đấy, và chúng ta quay lại cái chỗ này. Đây, cái này. Được chưa? Vì cái bảng này tôi sẽ ghi lại nhé. Cái bảng này tôi ghi lại với tên là tạo cơ sở dữ liệu nhé. Tôi ghi lại sao có thể dùng lại được đấy. Đấy, tôi ghi lại nhé. Tôi ghi lại vào trong một cái tệp là quản lý bán hàng 3 chẳng hạn nhé. Đặt tên nó là tạo cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng 2. Đấy, thấy không nào?
và khi ra với cái tệp này ta có thể dùng dùng sau này được. Vì tôi sẽ tạo một cái tệp mới. Tệp này sẽ dùng để cập nhật dữ liệu, sẽ nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu cho các bảng của là quản lý bán hàng 2. Đây là phần, đây là comment thôi nhé. Rồi. Thì cái lệnh đầu tiên là chúng ta sẽ nhập cái cho cái đây chúng ta bây chúng ta quan sát cái nhé. Bây giờ chúng ta dùng chúng ta đang có rồi chưa? Vì tôi kiểm tra nhé. Tôi dùng lệnh là dex dex khách hàng. Đây là cái lệnh này. Chúng ta quan sát được cái được cái lỗi bị làm bị lỗi nhé, chắc là tôi chưa use quản lý bán hàng 3. Đấy. Đấy chưa? Nhập dữ liệu của đàng 2 nhé, quản lý bán hàng 2, bán hàng 2, rồi, vẫn lỗi à, sao nhỉ, tôi kiểm tra nhé, tôi show, đợi một chút, tên sai không có, tôi kiểm tra xem tôi bị lỗi chỗ nào nhé, show này, database này. Tôi đã chỉ nhẹ lại sai từ nãy giờ. Đây nhé. Quản lý bán hàng 2. Có rồi cơ mà nhỉ. Sao nào? Cái dòng số 1 với dấu trừ đó thầy. Cái gì cơ? À cái này là dấu trừ. Đúng rồi, hai dấu đúng rồi. Trở lại cái này này. Dòng thôi. Rồi bây giờ không cần nữa, bây giờ tôi muốn là nhé, bây giờ tôi được, tôi cứ show lần nữa cho yên tâm nhé. Show table nhé. Đấy. Bây giờ đóng lại nhé. Như vậy là cái đơn hàng khách hàng là cái bảng cha, đơn hàng là cái bảng con, tôi phải nhập khách hàng trước. Đó. Nhập khách hàng trước nhé. Thì khách hàng nó gồm có cái gì? Khách hàng nó gồm có này, mình tôi kiểm dùng cái lệnh dex này để tôi kiểm tra nhé. Khách hàng. Kiểm tra các cái cột của nó này. Nó gồm có làm là cái mã khách hàng của nó là auto increment, và tôi nhập tên khách hàng này, nhập số điện thoại này, địa chỉ này, tỉnh này. Đấy. Thấy chưa? Và nam nữ. Bây giờ tôi nhập như xong này, bây giờ tôi sẽ mà đấy nhé, bây giờ tôi nhập mà tùy thôi mà, đấy nhé. Bây giờ tôi nhập thử vào kia đây nhé. Bây giờ tôi nhập thử khách hàng này. Bây giờ tôi nhập thử một một lệnh thôi nhé. Như vậy là tên khách hàng này, đúng không? Tôi không cần nhập cái mã khách hàng. Tôi dùng lệnh là gì? Là insert, đúng không? Into khách hàng. Sau tôi mở ngoặc ra, tôi viết ra những cái trường mà tôi muốn nhập nhé, gồm có tên khách hàng này phẩy này, sau đó là số điện thoại này, xong là phẩy này, xong là địa chỉ này, phẩy này, sau đó là tỉnh này. Đấy. Tỉnh này phẩy là nam nữ này. Đấy. Đấy chưa? Và sau đó là tôi có cái từ là value rất quan trọng nhé. Value, sau đó là tôi sẽ mở ngoặc và tôi ghi một cái tên nào đó nhé. Ví dụ tôi đặt tên cái người đầu tiên là Quang chẳng hạn, là cái người đầu tiên nhé. Nguyễn.
Bình quạt. Cái số thoại của ông ta là 0906786775. Ví dụ tôi lấy ví dụ đây là ghi. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là số điện thoại rồi, tiếp theo là địa chỉ. Đấy, ví dụ như là Hà Nội. Ví dụ rồi nhé. Xong tiếp theo là gì? Tiếp theo là tỉnh. À, không, đây là nó sẽ gọi đây là Hoàn Kiếm nhé. Tên đây nhà của ông ta. Tiếp theo là kia là Hà Nội. Đây là tỉnh rồi. Xong tiếp theo nữa là nam hay nữ, là một là nam. Đấy, thì đây là tôi nhập vào một người đúng không? Đấy, tôi nhập thử nhé, tôi bấm Control Enter hay bấm vào đây được. Đấy. Vì tôi kiểm tra nhé, dùng lại là select này. Select sao from khách hàng. Đấy. Chạy thử nhé. Nhầm khách hàng là thế này cơ nhá. Đấy, chạy thử nhé, thế này là như này. Đấy, có một người thôi này, Nguyễn Vinh Quang nhé, đó. Rồi bây giờ tôi sẽ nhập vào, tiếp theo tôi nhập nhiều người cùng một lúc nhé, để tôi copy một lúc một số người đây, tôi sẽ copy và tôi có dùng lệnh nhé. Copy cùng lúc nhiều người cho các bạn xem nhé, đây. Để cho nào chúng ta, đây. Tôi sẽ nhập để tôi copy từ trong máy tính của tôi thôi mà nhé. Nguyễn Vinh Quang, như vậy là Vinh này, đây Vinh rồi nhé, và tôi đổi tên khác đi, Quốc Anh này, Hà này, ở đây tôi đặt là Bình nhé, đơn giản như vậy thôi. Bình nhé. Ở đây là Hải Phòng, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội, Hà là Hải Phòng, ở đây tôi muốn có một người khác nhé. Vinh Quang là Hà Nội rồi nhé. Ở đây đặt tên là Oanh đi. Đấy, đơn giản như vậy đấy nhé. Đấy, Oanh này. Hải Phòng này, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội rồi, thấy rồi. Thấy chưa? Chạy thử này. Không lỗi không nhá. Đấy, có vẻ không lỗi đi nhá. Thì tôi chạy lại cái này, chạy lại cái lệnh này. Đấy. Xong. Như vậy là tôi tạo ra một cái nhóm mà gồm có là cái người thứ nhất là mã là khách hàng là một là nghĩa là Nguyễn Minh Quang, hai là Oanh, ba là Quốc Anh, ba là bốn là Hà, và Bình là năm là Bình nhé. Và đây là số điện thoại của những người đó ở đây đó, đây là địa chỉ, đây là tỉnh, đây là nam nữ ở đây. Như vậy là có bốn, có một nữ thôi. Cái Oanh như thế này là phải nữ thì mới được, chúng ta sửa sau nhé, không quan trọng. Được rồi, thì là như vậy là khách hàng là cái bảng tra nó đơn giản để nhập dễ. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo là khó hơn, là nhập dữ liệu ở cái bảng tiếp theo là bảng gì? Nhập dữ liệu ở cái bảng đơn hàng. Cái đó là khó nhất luôn. Vì cái bảng đơn hàng là cái mà nó có liên hệ với cái bảng kia. Chúng ta sẽ phải nhập ở đây về nguyên tắc chúng ta phải nhập cái gì? Chúng ta phải nhập cái hóa đơn là cái hóa đơn thì không còn nhập nhưng mà tự động nhé. Chúng ta nhập ngày mua là 1, nhập mã khách hàng là 2, nhập số tiền là 3, theo thứ bất bất kỳ. Vấn đề là cái mã khách hàng này phải nhập là phải trùng với cái mã khách hàng ở bên này đó, cái đó là cái khó hơn nhé. Vì chúng ta cùng nhau thử thấy là nhập tôi sẽ như thế nào. Vì chúng ta quan sát này, đây nhé, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ chúng ta nhập thử này, bây giờ chúng ta sẽ insert này, cùng nhau nhập sát in into này, into đơn hàng này nhé. Được chưa? Đơn hàng mà chúng ta nhập như sau, chúng ta sẽ nhập đây, chúng ta sẽ gồm có nhé, là chúng ta sẽ nhập tiếp theo này, chúng ta sẽ nhập đơn hàng gồm có, nhập là ngày mua này, không nhập kia, không cần nhập kia, không cần nhập cái hóa đơn cái mã hóa đơn nữa, mà ngày mua là chính này. Thứ hai là số tiền này, nhập số tiền. Và cái thứ ba là nhập là mã khách hàng. Đấy. Đấy. Được chưa? Xong tiếp theo là value. Đấy. Rồi. Cho nhập thử bằng người đầu tiên nhé. Người đầu tiên nhập thử là cái người này bằng cái đơn hàng đầu tiên là 2022 tháng 10 ngày 12 nhé. Anh ta mua với cái số lượng từ hai bình nhầm chỗ này nhé, số lượng chẳng như là
2.345.000 tiền nhé. Khách hàng, mà khách hàng nhé, ví dụ tôi nhập là 1. Đấy. Thế này là không lỗi nhé. Vì khi nhập cái này là trực tiếp với khách hàng này thì máy nó sẽ kiểm tra ngay là cái 1 nó có không ở trong cái bảng mã khách hàng này. Thấy có là được nhé. Bây giờ tôi chạy thử, tôi chạy thử nhé. Tôi nhập thử, nếu mà nhập một số này là bây giờ nhập ở đây vì là mã khách hàng là số nguyên, ở đây không thể nhập là Hà được, nhập đây là ở đây nhập là Quang là sai nhé. Đấy, nhập đây là sai nhé. Mà không nhập là Nguyễn Minh Quang được, mà không nhập là Oanh được, không nhập là Cụ Anh được, mà phải nhập là một cái mã, một cái số từ 1 chuyển 5. Ví dụ tôi nhập là số 2 được. 2 chính là người ta là Oanh mua nhé. Ở đây mà nhập là có chữ Oanh là sai. Đó. Rồi, thử nhá. Như vậy đây là nhập trực tiếp luôn. Đấy, trực tiếp tôi bấm Ctrl Enter này. Đấy, chắc là được rồi nhá. Bây giờ tôi kiểm tra. Đâu nhỉ? Để tôi lấy cái này trên này hay sao nhỉ? Đâu nhỉ? Lệnh về đâu nhỉ? Đây hả? Tôi để nhầm xuống dưới, tôi để hôm nay để hôm dưới nhầm mà. Quên mất, tôi xóa đi, xóa đi, copy lại phía dưới nhé. Ở đây là nhập khách hàng này. Nhập khách hàng này, xong đây đang nhập đơn hàng, đó. Tôi vừa nhập xong rồi, chắc là đúng rồi, bị kiểm tra lại nhé. Tôi dùng lệnh là select này, xem nhập đúng chưa nhé. Select sao from đơn hàng. Đấy, kiểm tra xem nào có đúng không này. Đấy, vừa nhập được đúng rồi đấy, là cái, đây là hóa đơn thứ nhất này. Ngày mua là ngày 10/12/2022 này, mã khách hàng là số 2. Đấy, được chưa? Số tiền là như thế này. Được chưa? Như vậy là khi nhập trực tiếp ấy, thì chúng ta phải nhập cái trường là mã khách hàng ấy, là phải nhập theo đúng cái mã khách hàng đã có ở trong cái bên này. Đấy, không được phép nhập một số khác. Có thể các bạn có hiểu không nhỉ? Hiểu cái liên kết không? Đấy, cái chỗ làm chỗ khó nhé. Bây giờ tôi thử nhập thử một cái phương án là nhập nó sai đây xem như nào nhé. Đây tôi nhập thử một phương án sai, tôi copy cái này xuống này, copy xuống, tôi thử làm sai này. Đây, bây giờ xuống dưới này nhé, copy cái này xuống này. Đấy, bây giờ chúng ta biết là cái hiện nay cái bảng mã khách hàng nó gồm có 5 người thôi, cái mã của nó từ 1 đến 5, vì tôi kiểm tra cái này là 6, xem là mày có lỗi không nhé. 6. Đấy, chạy thử xem có lỗi không nhé. Chạy thử này lập tức lỗi ngay. Lỗi ngay vì máy không thể nào cập nhật được cái mã đó. Đấy, vì đây là bắt buộc nhập cái số cuối cùng này, cái mã khách hàng này là phải trùng với cái mã khách hàng ở bên này. Đấy, được chưa? Cái mã khách hàng này khi nhập vào cái mã khách hàng này nó phải trùng với bên này. Đấy, trên cái ý nghĩa của cái việc là liên kết bảng là vì như vậy đấy. Như vậy dùng chỗ này dùng SQL là phải cẩn thận nhé. Đó, như vậy chỗ này là sai này. Như vậy là khi nhập trực tiếp bằng lệnh SQL vào một cái bảng con ấy mà có liên kết một cái bảng tra ấy, thì cái những cái trường mà trường FK ấy, là phải gõ chính xác cái mã để trùng khớp với cái mã PK của cái bảng tra. Được chưa? Thì cái nhập này nó là nhập trực tiếp. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn cái cách nhập gián tiếp. Cái hay nó lại một chút là chính chút này là chỗ khó, cho nên là vì thầy Nguyễn Nam Hải hay là các tác giả của sách khoa sợ rằng cái này mà đưa các thầy cô mà dạy cho học sinh thì các thầy cô cũng sẽ lúng túng, hoặc học sinh cũng sẽ lúng túng khó, cho nên là đưa vào cái phần mềm Hay SQL thì nó cho phép chúng ta tạo ngay, cho phép chúng ta là nhập trực tiếp cái dữ liệu vào cái bảng đơn hàng trực tiếp trên màn hình, giống như là nhập trên Excel ấy, hay giống như là nhập ở trên cái Access cho nó dễ. Thì nó cứ thuận tiện là chỗ đó thôi, nhưng mà cái đó thì nó là không, ta không nhìn được tường minh cái lệnh SQL. Thì hôm nay tôi muốn là cho các bạn biết là cái lệnh tường minh SQL nó là nó như thế nào. Rồi thì chúng ta cùng nhau thử xử nhé. Như vậy là trường hợp này chúng ta phải nhập gián tiếp, dùng một từ là nhập gián tiếp, tức là tôi không biết là tôi biết là có một người tên là Hà đã nhập đã mua đơn hàng này, nhưng tôi không biết là cái mã khách hàng của ông Hà là như thế nào, nhưng tôi biết là ông này tên là Hà thôi. Đó, thì là toàn làm như thế nào. Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra lại nhé. Bây giờ bỏ qua cái lệnh này đi nhé, để chúng ta quay lại sau này. Bây giờ chúng ta xuống đây và chúng ta xem lại một chút xem là trong những cái tên người mà chúng ta đã có nhé.
from khách hàng. Đấy, kiểm tra lại một lần nữa này. Đây, được chưa? Như vậy là tôi biết chắc chắn là trong khách hàng của tôi có người tên ông tên là Hà rồi, nhưng mà tôi không biết cái mã của ông ta là như nào. Đấy, thì bây giờ làm thế nào? Bây giờ tôi muốn nhập một cái đơn hàng của một khách hàng tên là Hà thì làm như thế nào? Đó, thì đây là cách là nhập gián tiếp. Nhá, chúng ta chú ý cách làm như sau này. Bây giờ tôi cho các bạn xem cái lệnh đó rất quan trọng nhé. Lệnh này là lệnh rất quan trọng luôn. Đấy. Thì đây chính cái lệnh mà khi mà đây bây giờ tôi copy cái này xuống nhé. Đây tôi copy cái này xuống. Này, đây là nhận lệnh gián tiếp nhé. Như vậy là tôi đây lệnh này. Tôi nhập ba cái tham số là ngày mua, số tiền mà khách hàng mà khách hàng này không, tôi không biết mã khách hàng của Hà, nhưng mà tôi biết là cái ông này tên là Hà ở trong cái khách hàng của chúng ta. Thì đây tôi làm như sau, để các bạn chú ý nhé, chỗ này chỗ rất quan trọng. Chúng ta sẽ nhập gián tiếp như thế này. Ở đây chúng ta sẽ đáng lẽ là chúng ta sẽ phải dùng cái query thứ hai lông vào đây. Chúng ta sẽ mở ngoặc ở đây, chúng ta dùng lệnh là select. Đấy. Select nhé, select mã khách hàng from khách hàng. Đó. Khách hàng sau đó là gì? Khách hàng. Ôi, mã select mã khách hàng from khách hàng. Rồi, sau đó là where đúng không? Về tên khách hàng bằng Hà. Đấy, cái chỗ này có nút đỏ là cái gì đây nhỉ? À, tôi bị sai chỗ này, chữ from này. Đấy. Nhé, select tôi phải đóng một lần nữa ở đây, được chưa? Một thế này vẫn chưa được nhá. À, như vậy đáng nghĩa chỗ này phải điền rõ cái mã khách hàng của ông Hà ra, nhưng vì tôi không biết là cái mã khách hàng của ông Hà là như nào, cho nên tôi biết là người đó tên là Hà thôi. Tôi sẽ thay thế là cái mã khách hàng của chỗ này bằng câu lệnh select nữa đây, select mã khách hàng from khách hàng where khách hàng bằng Hà. Nhưng mà dùng lệnh này nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái mã khách hàng ứng trong cái bảng khách hàng này ứng cái tên là Hà. Nhưng mà có nhiều người tên là Hà thì sao? Đấy, như vậy tôi sẽ phải thêm lên một lệnh nữa ở đây, một câu lệnh rất quan trọng đặt tên là limit ở trong câu lệnh select ấy, ở trong câu lệnh select ấy nó có một cái từ khóa nữa, tức là câu lệnh limit. Sau limit là con số thì máy nó chỉ hiện ra từng cái bản ghi thôi. Tôi hiện là một bản ghi hay là hai bản ghi hay năm bản ghi thì có lệnh câu lệnh limit nhé. Nhưng cái từ khóa limit là rất là hay này. Rồi thế như vậy cái lệnh này của chúng ta là lệnh nó sẽ hiện ra là chỉ có một cái ông tên là một cái mã khách hàng ứng với người tên là Hà thôi, và như vậy là nó sẽ phải đúng, và tôi đưa hết cái này vào trong dấu ngoặc ở đây và đóng khóa lại như này nhé. Thế đây là cái lệnh là nhập một đơn hàng nhưng mà không biết chính xác cái mã khách hàng, mà chỉ biết được cái tên khách hàng của nó ở trong cái bảng khách hàng đó, cái bảng tra đó là Hà thôi. Chạy thử nhé, được không nhé? Để bấm Ctrl Enter này. Đấy, hình như là được rồi đấy nhé. Bây giờ tôi chạy lại để xem nào, tôi chạy lại cái lệnh là select này. Sao from đơn hàng nhé. Xem nó nhập được cái đơn hàng thứ hai hay chưa nhé. Đây. Đây, đơn hàng thứ hai chính là Hà đây này. Anh người thứ hai đây này. Chính là cái ở đây nhé, đây này. 2 3 4 5 là chữ lên này, và cái mắc cái hàng là 2 này, như vậy lệnh này đã đúng nhé. Đây. Bạn thấy không nào? Như vậy đây là một câu lệnh rất quan trọng nhé. Như vậy là nhắc lại này, để nhập gián tiếp ấy, thì tại cái vị trí mà muốn lấy ra cái mã khách hàng của người đó thì chúng ta dùng cái này. Bây giờ tôi mô tả các bạn lệnh thứ hai nhé. Đây tôi ghi đây chỗ này là nhập gián tiếp mà sử dụng select. Bây tôi sẽ ra một là các bạn một cái cách hai nhé, nhập gián tiếp cách hai cũng rất là hay luôn nhé, nhập gián tiếp
các bạn có việc tìm hiểu, các bạn có việc tìm hiểu có thể có cách khác nữa nhé. Tôi tạm thời tôi kiểm tra, tôi thấy có hai cách cũng rất là hay, còn các bạn có thể tìm cách khác, tất cả cách đều xung quanh lệnh select thôi. Nhập gián tiếp cách hai nhé, cách hai như sau này, chúng ta làm như sau, chúng ta vẫn dùng lệnh là insert nhé. Insert into nhé, vẫn là đơn hàng nhé, đơn hàng mà vẫn là ngày mua này, ngày mua này, số tiền này, số tiền này, mã khách hàng nhé. Đấy, được chưa, mã khách hàng. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ thay thế bằng cái từ value này, chúng ta ngay sau này luôn, chúng ta sẽ gõ luôn lệnh select luôn. Đó, như vậy lệnh select lồng ngay ở ngay đằng sau cái lệnh insert đó. Đây là cái lệnh này mà trong sách cơ sở giáo khoa hay viết này. Select luôn gì? Select như sau nhá. Select là như thế này, select là đây, đầu tiên là select là đây, select nhé. Select là đầu tiên là 2023 này, tháng 4 này, ngày 12 tháng 4 này. Đấy. Và cái kia tiếp theo là số tiền, ví dụ như là 1.230.900 đồng. Đấy. Tiếp theo, khi mà khách hàng thì tôi lại dùng cái lệnh gì? Tôi lại dùng cái lệnh là gì? Là đây, tôi dùng luôn nhé. Cái thứ nhất là cái thứ hai, mã khách hàng đây nhé. Thì tôi làm như sau, tôi viết luôn ở đây là mã khách hàng from. Đấy, đây là viết luôn, vì bên này bên ngoài nó có select rồi mà. Ở đây viết luôn from là khách hàng, đúng không nhỉ? Where đúng không? Về tên khách hàng bằng Oanh được, limit 1 vẫn phải có limit 1 nhé, và đóng ngoặc. Đấy, chúng ta nhớ lại xem có cái không, như có cái người đó là đấy. Đây chỉ lệnh thứ hai nhé, nhắc lại này, kiểm tra cho đúng không nào, chạy thử nhé. Limit 1 chỗ này như không cần dấu dấu ngoặc, không cần cái này, vì bản thân sau cái lệnh đơn hàng này này, đáng lẽ ở trên này là dùng cái lệnh là dùng cái value, sau đó là mở ngoặc ra mô tả value. Ở dưới này là đi, ngay sau cái chỗ này info này là gõ luôn lại select luôn, những kết quả của lệnh select này nó sẽ đưa vào đây hết. Đó, được chưa? Đây thì tất cả không cần nữa, như thế này nhé. Đấy. Đấy, chạy thử nhá, chạy thử xong được không nhé. Đấy, được rồi đấy, kết quả đây là không lỗi nhé. Tôi là chạy thử cái này, tôi chưa kiểm tra xem đúng không nhé, kiểm tra bằng cái lệnh là dùng cái select này. Select nhé, from đơn hàng, sau đó nhập là đúng chưa nhé. Đây này, tất nhiên vậy người thứ ba là cái tư này là số 2 này, chỉ là Oanh đấy, thấy chưa đó. Thế nhưng mà thấy như vậy với lệnh này là nó có hai lệnh nhập nhé. Rồi, như vậy là tôi đã làm xong rồi, mà bây giờ tôi sẽ nhập nhanh vào, để cho tôi sẽ copy cho máy tính ra, nhập thật nhanh vào để sao chúng ta, để cho chúng ta cho nó nhanh nhé, để đỡ phải đấy này, để cho chúng ta sẽ sang bước tiếp theo là chúng ta sẽ nhập nhanh nhé, để cho nó có nhiều dữ liệu để mà chúng ta gì, thì mà chúng ta sẽ làm các cái thao tác truy vấn nhé. Như tôi dùng lại như thế này nhé, để copy cho mấy con tôi thôi, sử dụng quá đấy nhiều đây giờ. Đấy. Nhưng một loạt đây này, nhưng một loạt. Ồ, ở đây chúng tôi đây nó bị hơi bị ấy rồi. Ở đây nó vượt quá này. Để tôi một chút nhé, để tôi kiểm tra trên máy tính của tôi có dữ liệu hay không nhé. Đây thành phía lên đến 8, 9, 10 thì là bị nó sẽ bị lỗi ngay nhé. Tôi sẽ nhập thêm dữ liệu ở cái nhóm bên kia đấy nhé. Bây giờ tôi quay lại cái chỗ khách hàng này, select nhé. Cái này hay là chúng ta cứ lưu ở đấy thôi, cái file chúng ta cứ lưu lại cái file như file lập trình ấy, from
phương hồng khách hàng. Thế mà có 5 thôi. Bây giờ tôi cần nhập thêm 5 người nữa cho nên cho là sẽ làm sao nhé. Bây giờ tôi phải tìm dữ liệu của tôi nhé. Làm sao để bây giờ. Bây giờ tôi sẽ, để tôi sẽ copy xuống, tôi sửa lại cho dữ liệu cho tôi nhanh nhé. Tôi cần thêm, hiện nay nó có 5 người rồi. Hiện nay nó có 5 người mà cái mặt trình của tôi đây là đến tận là 6, 7, 8, 9 rồi. Nhưng mà tôi sẽ có nhập thành 10 người nhé. Cho nó đủ dữ liệu cho nó hay hơn một chút. Tôi sẽ copy tấm hình của tôi ra là copy là cái bộ này nhé. Đây là cái bộ mà tôi đã có sẵn nhé. Bây giờ tôi sửa một chút thôi. Gọi là mẹ một tí nhé cho nhanh nhé. Ở đây là có 1, 2, 3, 4. Có 4 người thôi. Được, cũng thành 9 rồi đấy. Tôi sửa này. Cái người thứ 5 tôi sửa tiếp theo là Ngọc này. Sửa cho nó vui đi nhé. Tiếp theo người thứ 6. Ở đây là Quốc Anh rồi, Vinh Quang, đây là Hà đây rồi nhá. Mà đây tôi sửa thành người tiếp theo là tôi sửa thành anh hộ tôi với Lan nhé. Người tiếp theo tôi sửa đây là Thu nhé. Người tiếp theo tôi sửa đây là An nhé. Đấy, như vậy là ở đây tôi sửa thêm một tí, sửa một tí cho nó khác đi một tí thôi. Đấy, sửa ở đây nhé. Anh sửa ở đây nhé. Đấy, sửa ở chỗ này. Đấy, ở chỗ này sửa không sao, cứ để Hải Phòng Đà Nẵng chả sao hết, trùng nhau cũng được mà nhé. Đấy, được rồi, tôi chạy thử này. Đấy, giờ tôi chạy thử lại những khách hàng nhé, xem là như nào. Như khách hàng tôi chạy thử lại này. Đấy, như vậy được bao nhiêu người rồi, đến 9 rồi. Như vậy là cái hàng tôi đã lên đến 9 rồi. Như vậy là ngon lành rồi nhé. Như vậy tôi có đủ dữ liệu rồi. Bây giờ tôi chạy lại lúc nãy, chạy lại cái lệnh này. Đây là cái lệnh này này. Lệnh này là mã của nó là từ 134219, ngon lành rồi nhé. Lệnh này không lỗi đấy. Chạy thử này. Xong. Đó, cái đây là tôi đã nhập xong dữ liệu cho đã khá là chúng ta đã qua một quá trình, tôi sẽ lại một lần nữa nhé. Select này, select sao from đơn hàng nhé. Đơn hàng. Đấy, và ta chạy thử. Đấy, hoặc rồi nhé. Nhưng mà tôi đã nhập mà tôi có một cơ sở dữ liệu là khá đủ dữ liệu và tôi đã nhập khá đủ cho cả hai nhé. Ở bên dữ liệu cái bảng chính là bảng đơn hàng có 28 bảng ghi rồi đâu. Đấy. Còn cái bên kia là không, tất cả là có 9 khách hàng. Được chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái lệnh là truy vấn. Thì hôm trước là chúng ta đã làm quen cái lệnh truy vấn với là trường hợp là có một là trường hợp là có một cái bảng thì dễ, bây giờ chúng ta làm khó hơn là có hai bảng thì như thế nào, thấy chưa? Rồi bây giờ như vậy cái phần này là phần vừa rồi là cái bảng này tôi ghi lại nhé, tôi ghi lại là có tên là nhập dữ liệu quản lý bán hàng 2, nhập dữ liệu. Chúng ta ấy đấy mà. Rất hay là tất cả những cái này chúng ta đều có thể lưu lại và ta dùng lại được, mà ta dùng có thể chạy lệnh bất kỳ. Hoặc là chạy từ trên xuống, hoặc là chạy một lệnh bất kỳ, rất đơn giản. Chứ cái này cho nên dùng SQL cũng hay của nó đấy. Thật ra khi mà nó thêm một chút tâm sự một chút là khi cái nhóm tác giả chúng tôi mà được phân công viết cái phần này. Thật ra là khi ban đầu thì mọi người cũng bàn hay là cái viết lại theo sách 12 là viết lại hệt như là việc dùng Access thì viết lại y như cũ luôn, chỉ sửa sang lại một chút cái giao diện hay là có tư tưởng thì viết dùng lại Access. Nhưng mà về sau có rất nhiều cuộc tranh luận thì mới dẫn đến cái chuyện là cần thay đổi vì Access nó quá là cổ, mà nó quá là lý thuyết và nó không thực tế. Đây là ít người vì làm phần mềm mà làm quá trình quản lý thực sự mà trên Access, cho nên là bắt buộc phải chuyển sang một cái hệ theo đúng nghĩa là hệ quản lý cơ sở dữ liệu theo đúng nghĩa. Thế thì sau khi chuyển đi chọn lại thì vẫn dùng cái MySQL thì là ngon lành rồi, nhưng mà dùng cái phần mềm client nào cũng rất tranh cãi luôn đấy. Có người đề xuất là hoàn toàn SQL là thôi mà dùng như lý thuyết thì không còn thực hành. Xong có người là bạn lại bảo là sẽ dùng cái phần mềm bất kỳ một cái
dùng client theo nghĩa là dùng client với dạng là tech thôi của nó thôi để làm. Thì có người xong cùng là quyết định là thôi dùng một cái phần mềm một đồ họa nào đó thì chọn ra được phần mềm hay đi SQL, thì nó rất hay là nó giống như Excel, chúng ta có thể cập nhật dữ liệu mà không cần SQL. Hôm nay tôi muốn phụ đạo thêm phần này, ý là tôi muốn cho các thầy cô hiểu thêm một chút về cái hiểu thêm về SQL. Khi dạy cái phần hay đi SQL có thể chúng ta không cần SQL, nhưng mà để mà hiểu bản chất sâu xa của nó vẫn phải dùng SQL hết. Thì vì mặc dù và tất cả những lệnh làm trên hay đi SQL đó, khi chúng ta làm các cái form, các cái màn hình chúng ta nhập dữ liệu thì vẫn nó phải bản chất của nó vẫn phải thông qua SQL hết, được chưa? Đấy, thì bây giờ tôi sẽ làm sang cái tiệp cái file tiếp theo nhé. Cái file này là chúng ta sẽ dùng các lệnh là gì, là truy vấn nhé, truy vấn dữ liệu. Chỉ phần dữ liệu cái quản lý bán hàng 2. Thì với cái điểm này thì nó khó hơn đấy, là chúng ta thấy là nó được chưa. Thế bây giờ chúng ta cứ vẫn lại use lại nhé, use lại cái quản lý bán hàng 2, được chưa. Đấy. Rồi. Thì chúng ta về mặt nào đó thì chúng ta có thể là liệt kê ra những cái đây, chúng ta có thể liệt kê ra làm các lệnh mà liệt kê các cái hóa đơn này, rồi là tính tính tổng, tính số lượng theo ngày mua này, theo mã khách hàng cũng được. Nhưng mà muốn tìm hiểu thêm đến khách hàng này chúng ta không làm được, rất là khó ở bên này. Chúng ta bắt buộc phải dùng quan hệ. Đấy. Thì tôi lấy ví dụ nhé, để tôi lấy cho thấy. Bây giờ chúng ta làm một vài cái lệnh ban đầu dễ đấy nhé. Bây giờ tôi dùng cái lệnh là select nhé. Select cao. From đơn hả? Được chưa? Thì lệnh này nó sẽ liệt kê ra là cái chúng ta hiện nay chúng ta có tất cả là bao nhiêu đơn hàng. Đấy, tất cả là 27 đơn hàng. Bây giờ tôi muốn là select sum số tiền. Đây là cái lệnh đơn giản nhé, from đơn hàng. Thì dễ, chúng ta có thể. Đấy. Bây giờ chúng tôi muốn là gì? Tôi muốn là tính tiền theo đây. Tính có thể làm như này. Tôi select sum số tiền from đơn hàng where mã khách hàng bằng 1. Chúng ta có thể làm như này được. Những cái này nó chẳng ra cái gì cả thôi, nó không hay đấy. Đấy. Thì tôi về như này. Thì nó ra cái mã cái hàng 1 là như này. Nhưng việc tôi muốn là làm sao biết được cái mã cái hàng 1 là ai cơ. Tôi phải liên hệ với cái bảng bên kia. Đấy. Vì tôi muốn là hiện ra là tên ông Hà và hiện ra cái tổng số tiền theo cái đơn của ông Hà là bao nhiêu cơ. Thì nó mới hay. Rồi, thế cho nó làm như thế nào. Đây, bây giờ làm như này nhé. Đây. Hoặc là chúng ta dùng cái đây, tôi làm như này nhé. Đây. Bây giờ tôi làm như sau thì các bạn bắt đầu chú ý nhé, bắt đầu cũng dùng cái lệnh là liên kết, thì đa số cũng lệnh mà dùng liên kết như vậy, người ta dùng cái lệnh là inner join nhé. Đây tôi làm như sau, như tôi làm như này. Bây giờ select này. Được rồi. Select nhé. Bây giờ tôi muốn hiện ra tên của ông khách hàng đó, tên ông Hà đó đi nhé. Tôi dùng là khách hàng. Đấy, chúng ta chú ý này, khách hàng chấm tên khách hàng. Đấy, để chưa xong phẩy. Nhưng mà đây là có nhé. Ở đây là có liên kết cái bảng khách hàng ở đây nhé. Tiếp theo là sum số tiền. Được không? Bây giờ là where nhé, đây này.
Để thử một chút nhé. Ue. Bị ấy nhỉ, bị lỗi lỗi. Ue nhé. Ue này, ue tên ue như sau này, ue nhé. Ue khách hàng. Khách hàng chấm tên khách hàng bằng à. Nhưng bây giờ là trước gai nhé. Biết vì là để từ từ đây phải như này, đây là phải xong số tiền from from đơn hàng đấy nhé. Xong where được chưa? Nhưng mà biết thế này là báo lỗi ngay vì máy không hiểu khách hàng là gì. Tôi sẽ phải dùng cái tôi sẽ phải liên kết nhé. Đây là cái như sau này, tôi dùng sau này tôi dùng cái lệnh là gì, là in the join như sau, đối liền với cái khách hàng này. Tôi xuống dòng cho nó dễ nhìn nhé. In the join này, khách hàng này, xong là on đơn hàng chấm mã khách hàng bằng khách hàng, mã khách hàng đấy, được chưa? Ở đây không sao, đây có lỗi ở đây này. Hình như chỗ này lại phải cái ue này để ra sau nhé, để tôi kiểm tra chỗ này tôi đấy, cảm giác cái đèn đúng sẽ đúng hơn này đấy. Chạy thử nhé, xem nó có lên bên thử xem có lỗi không đã nhé. Nó ra đúng rồi đấy. Như vậy là cái tính tổng theo khách hàng là Hà nhé. Đây là đây ra đây là đúng là Hà này. Như vậy là cái ue phải để ra sau, cái join phải để trước đấy. Được chưa? Đấy. Vì tôi muốn là hay hơn cái bảng tôi gồm có là Hà là một và cứ sum, thì tôi muốn để là doanh số nhé. Tôi làm như sau này, select khách hàng, tên khách hàng, sum số tiền, xong đây viết là S doanh số đấy. Đấy. Còn hay hơn nữa nhé, đây. Tức là khách hàng, tên khách hàng tôi viết là S nó S tên khách hàng, nó càng trở nên là hấp dẫn hơn nhé. Đó, này, tên khách hàng là Hà này, doanh số là từ này tiền. Nhưng mà chúng ta đã có thêm một cái lệnh nữa rất là khó hơn nhé. Lệnh là bắt buộc phải khi chúng ta sau lệnh là from đơn hàng phải có một cái inner join ở đây, nối từ bên này sang bên kia. Tức là cái đơn hàng này này, từ cái đơn hàng này nhé, xong là join in là join đối với cái khách hàng ở bên kia, và on cái gì in là join on kia, hai cái này là phải bằng nhau. Đấy. Như vậy là từ cái bên này này, in là join sang bên này. Đó, chúng ta chú ý nhé. Trong cái lệnh join thì cái in là join là cái là hay dùng nhất thôi, còn những khác là rất là khó, phức tạp lắm. Cái in join là cái hay dùng nhất mà thích hợp nhất của chúng ta ở đây. Vậy đây là một cái lệnh khó hơn nhé. Thật là thế. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm tiếp theo lệnh thứ hai này. Lệnh thứ hai là tôi sẽ tính, tôi dùng lệnh group by, sum group by tôi tính không mà chỉ mình nhung hòa, cho tính cho tất cả mọi người. Tôi muốn là nhóm tất cả các cái nhóm tất cả các cái gì nhỉ? Tất cả các cái doanh số của từng khách hàng một nhé. Đấy, và tôi nhóm lại thì cho chúng vẫn dùng lệnh là select sum, sau đó là from đơn hàng, sau đó là gì, là group by, group by cái gì thôi. Nhưng mà đây chúng ta phải chú ý là gì, là cái là group by đó là phải theo cái gọi là cái mã khách hàng, được chưa? Mà cần nhất là tôi mới hiện rõ ra là hiện rõ tên từng tên khách hàng và từng tên khách hàng và cái thì tôi phải đưa vào liên kết. Bây giờ làm thử trước nhé, tôi làm thử cái lệnh là tôi thử dùng lệnh group by tính theo mã khách hàng trước nhé. Đây này, tôi dùng lệnh trước nhé, dùng lệnh là select này,
select này, mã khách hàng. Đấy, khách hàng nhá, phẩy này, sum này. Tôi dùng lại group by mà không dùng đấy nhá. Số tiền này. Đấy, đúng không nào? From đơn hàng nhé. Sau đó là group by. Group by mã khách hàng. Thế đây là lệnh chúng ta làm đơn thương độc mã trên cái bảng đơn hàng, không kết nối với cái bảng bảng bảng, bảng khách hàng kia, làm trực tiếp trên cái trên một cái này thôi mà nó rất thiếu thông tin nhé. Đấy, mình chúng ta làm thử chạy thử nhé, vẫn ra bình thường nhé, cái này vẫn ra bình thường như này. Tôi enter ra nó ra ngay đây là mã khách hàng, mã khách hàng một doanh số là từ này, mã khách hàng 2, mã khách hàng 3, mã khách hàng 4 đây, mã khách hàng 9. Ở đây nó vẫn ra doanh số nhé, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ biết là mã khách hàng thôi, mà tôi không biết mã khách hàng một là ai, là ông nào. Vì tôi muốn làm lại, tôi làm lại cẩn thận, ta phải nối cái bia ý nghĩa của hai cái bảng đây. Tôi select này, làm lại lệnh trên nhé, select này, không phải là mã khách hàng, tôi muốn là dùng là khách hàng. Đấy, chấm tên khách hàng. Đấy, tên khách hàng nhé, phải xăm xăm số tiền, thậm chí viết luôn đây cho nó dễ, viết luôn là S doanh số, được chưa? Viết thẳng tiếng Việt ra cho nó đẹp nhé, doanh số, được chưa? Rồi, from đơn hàng. Rồi sau đơn hàng phải nói in, phải nói luôn là in the join luôn nhé, in enter cho nó dễ, in in join, phải viết trước cái này, in the join gì, in the join khách hàng, khách hàng on cái gì, on đơn hàng chấm mã khách hàng bằng khách hàng chấm mã khách hàng. Đấy, sau đó mới là group by. Group by cái gì? Group by là đơn hàng mã khách hàng, hay mình group by, group by mã khách hàng được. Mã khách hàng. Đấy. Được chưa? Như vậy là tôi vì doanh, vì cái doanh thì tôi in ra cái tên khách hàng, chứ không phải chỉ là, không phải chỉ là mã khách hàng như ở đây, mà in khách hàng, mà tôi vì doanh cái này tôi làm, tôi làm chính xác được. Đấy, chạy thử nhé. Ôi, lỗi. Mã khách hàng. Thôi được, tôi phải sửa một chút. Ở đây tôi sửa lại mã khách hàng, mà mẹ không hiểu nhé. Ở đây phải sửa là gì, là đơn hàng. Đấy, không được, không, mày không hiểu. Vì có hai mã khách hàng mà. Đấy, thế này thì mày hiểu. Đấy. Nhưng mà chúng ta nhắc lại cái lệnh này đi nhé. Đây. Nhưng mà chúng ta đã làm ra cái bảng là thống kê group by, thống kê doanh số theo từng khách hàng nhé. Nguyễn Minh đây này. Vinh Quang Tài Tiền nhé, Oanh này, Quốc Oanh này, Hà này, Bình này, Ngọc này, Lan này, An Thu đấy. Thế là rõ nhé. Đấy, cái bảng lệnh này của tôi chúng ta chú ý. Đấy. Được chưa? Nó hơi phức tạp hơn rồi đấy, có thấy không nào? Bây giờ tôi sẽ làm tiếp tục một cái lệnh nữa nhé. Bây giờ tôi khách hàng tôi bỏ qua, bây giờ tôi muốn do cho bên kia, tôi muốn là group by theo tỉnh cơ. Được không? Hoàn toàn được. Thì tôi muốn làm như vậy, những người khách hàng tôi là nó ở lung tung, nó ở các tỉnh khác nhau, bây giờ tôi muốn là group by theo tỉnh. Xem là như vậy, khách hàng của tôi là tỉnh, tất cả người Hà Nội là bao nhiêu thu, là tổng doanh số là bao nhiêu tiền, tất cả những người ở Hải Phòng là bao nhiêu tiền. Đấy, tôi làm lại nhé. Như vậy ở đây là chúng ta làm tiếp tục là tính doanh số theo tỉnh. Ở trên này này, ở trên này là tính doanh số theo gì? Tính doanh số theo theo khách hàng, đúng không nào? Đây này. Chỗ này là tính doanh số, doanh số theo khách hàng nhé, khách hàng. Còn đây thì nó theo tỉnh nhé. Thì cái làm tương tự như vậy nên hơi phức tạp hơn một chút nhé. Nào chúng ta cùng nhau làm nào. Tỉnh thì chúng ta lại không cần cái tên khách hàng, mà chúng ta dùng là theo tỉnh. Như vậy là select này, select không phải là select là khách hàng này. Khách hàng này chấm này, tỉnh này. Đấy, cái thông tin này về tỉnh nhé. Khách hàng là tỉnh này. Rồi.
như thế luôn, đây là S tỉnh thành phố cho nó bị luôn ra cho nó đẹp nhé, phải sao mày nó ai vẫn lỗi chỗ này, chỗ này là mày một dấu thôi hay nhầm nhé. Sau đó là sum số tiền S doanh số, đúng không? From đơn hàng, sau đó là in là doanh luôn nhé, in là doanh, doanh cái gì, doanh là on, on là in là doanh on, xong là đơn hàng, đơn hàng chấm mã khách hàng bằng khách hàng chấm mã khách hàng. Đấy, đúng rồi. Sau đó mới là, sau đó mới là, sau bây giờ mới là group by. Group by group by là khách hàng chấm tỉnh. Đấy, như vậy là nhưng tôi về là tính select gì khách hàng tỉnh thì ra các tỉnh nhé, để tôi nhóm lại theo từng tỉnh một một nhé. Sau đó là gì, sau đó là đây S tỉnh thành phố như sum này, S doanh số này, from đơn hàng này, in the doanh này, on cái này nhé. Đấy, group by đây là lỗi cái gì nhỉ, S chỗ này, ở trên này cũng thế, trên này nó có lỗi nhỉ, dưới này là lỗi nhỉ, in là doanh. Xong chúng ta có bị lỗi không? Chạy thử trong lỗi không nhé. Bị lỗi. Để tôi một chút nhé, nhưng mà bị lỗi chỗ này. Các bạn cái này cứ hay tắc lỗi thôi, ta ngồi ta sửa thôi. Xem chỗ này lỗi chỗ nào nhé. In là do khách hàng này ơi. In the join, đúng không? Thiếu đơn hàng đúng không? In the join khách hàng. Đấy. Đấy, đúng không? Nối với cái gì? Đơn hàng nối với khách hàng on cái này. Đấy, cái này đúng rồi đấy nhé. Dễ sai lắm. Đấy, nhé. Đấy, như vậy ta thấy Hà Nội này nhé. Hải Phòng, Đà Nẵng này. Vì tôi muốn làm, vì tôi muốn sắp xếp theo tự là giảm dần, nhưng tôi dùng cái từ là order by. Order by. Đấy. Nếu order by số tiền, tôi vẫn phải là order by cái số tiền sum này. Order by cái số tiền. Xin lỗi, order by sum. Mở ngoặc số tiền. Đấy. Để như này nó sẽ xếp theo tự gì? Theo tự mà tăng dần. Đấy, tăng dần đây này. Đó. Còn muốn giảm dần tôi để thêm chữ là dex vào đây nữa, nó sẽ giảm dần. Đây là giảm dần. Đấy. Như vậy là cái sau group by có thêm cái order by nữa. Order by cũng rất là hay. Là tôi muốn sắp xếp cái kết quả của tôi theo cái thứ tự nào. Mà sắp xếp theo tăng hay giảm, nhưng mà theo cái cột nào. Cột là cột số tiền này này. Đấy. Mà đây là một lệnh nữa là khó nhiều nhé. Đấy, khó nhiều. Vậy con như vậy có rất nhiều cái vì tôi sẽ làm thử thêm cái nữa nhé, là tôi sẽ tính số lượng đơn hàng yeah. nhưng group by nhóm theo tỉnh. Như vậy đây là một cái kết quả khác đi theo tỉnh. Vì là gia đình tôi muốn là tôi cho một cái bảng liệt kê xem là bây giờ trong tất cả trong năm vừa qua là có bao nhiêu khách hàng mua ở Hà Nội, bao nhiêu khách hàng mua ở Hòa Bình, bao nhiêu khách hàng mua ở Đà Nẵng. Đấy, giống như này, tức là đây chúng ta chỉ có số 3 tỉnh đúng không nhỉ, 3 tỉnh. Như là bao nhiêu là cái đơn hàng ở Hải Phòng, bao nhiêu đơn hàng ở Đà Nẵng, bao nhiêu là Hà Nội. Chúng ta sửa đây một tí là được thôi, không có gì nhé, chúng ta sửa một chút thôi. Như này nhé, đây, bây giờ chúng ta sửa như này. Tôi sẽ copy xuống cho nó đỡ nhé.
Tôi copy toàn một cái đề xướng nhưng tôi dùng cái hàm khác thôi. Đấy. Copy được cái này thôi, đó nhé. Đỡ phải gõ lại nhé, đây này đúng rồi này. Đấy. Mình xuống đây, tôi copy như sau là select khách hàng tỉnh là S nhé, không phải đây không phải là sum mà đây là cao nhé. Cao. Cao thì bây giờ nó là sau như này thôi. Ở đây là gì? Ở đây là số đơn hàng. Rồi, from đơn hàng in the join khách hàng, on đơn hàng mã khách hàng đây, group by tỉnh, order by là cao, order by cao, sửa lại một tí, order by là cao. Sao? Đấy. Chúng ta sửa một chút đây, nó ra được một cái âm cái cấu trúc nó vẫn như vậy. Và chúng ta tính nhé. Đây. Chúng ta chạy thử xem sao nhé. Đây. Nó ra là Hải Phòng là 14 đơn hàng, Hà Nội là 8 và Đà Nẵng là 5. Vậy là có rất nhiều những cái bài tập kiểu như vậy, chúng ta có thể chú. Từ cái bài này chúng ta có thể tạo ra những cái bài tập khác tương tự như vậy nhé. Tức là đối với thực ra đối với lớp 11 này chỉ cần dạy ở mức độ như này thôi là không không cần dạy thêm nữa, vì trong 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 cái cuộc cần đạt nó không họ không nói kỹ là chúng ta cần dạy sâu ở mức nào. Theo tôi chỉ dạy một vài có hai bảng như vậy, và thực ra là hai cái chúng ta cần minh họa cho học sinh với cái dữ liệu mà gồm có hai bảng là quá đủ rồi, không cần đến ba bảng đâu, được chưa? Đó thì đó là cái trường đó là hai bảng nhé. Hôm nay chợ hôm nay thì kiểu này hôm nay lại không không kịp rồi. Thì cho tôi cho các thầy cô xem thôi. Vậy đó là với hai bảng nhé. Còn đối với ba bảng ấy, đây với ba bảng thì nó như thế này. Ba bảng đây. Lấy ví dụ thêm nữa, nếu ba bảng thì nó như thế này. Nếu ba bảng nhé, thì tôi sẽ muốn là gì? Tôi sẽ muốn là mở rộng ra thêm là tôi không muốn chỉ kiểm tra mà quản lý khách hàng, mà tôi muốn kiểm tra cả vật tư nữa. Đấy. Thì nhưng mà trong cái đơn hàng này tôi sẽ phải thêm một cái trường là thêm ba các trường là mã vật tư, trường số lượng, ví dụ trường đơn giá thì cái trường đơn giá cũng không cần lắm, nhưng tôi cứ để ở đây thôi. Thì cái mã vật tư đơn tôi sẽ liên kết với một cái bảng bảng thứ ba. Đấy, bảng này là cái bảng là cái bảng gồm là kho vật tư, gồm có mã vật tư, tên vật tư, nhóm vật tư và đơn giá. Đấy. Thì với cái bảng này thì là ở đây nó có hai liên kết nhé. Như vậy là cái bảng này là cha, cái bảng này là bảng con, bảng là con nằm là bảng con đồng thời của hai cái bảng cha là bảng khách hàng và bảng kho vật tư. Đây thì đây là mô hình phức tạp hơn một chút, là khó hơn một chút, và với cái mô hình này có thể càng có nhiều ví dụ, càng có rất nhiều ví dụ để chúng ta thực hành nữa nhé. Nhưng mà hôm nay chúng ta là không kịp thời gian, cho nó nhanh đi nhé, để cho các thầy cô xem thôi, vì chúng ta không kịp thời gian. Đây thì chúng ta đây là cái thông tin về dữ liệu của nó. Và đây là cái thông tin chúng ta sẽ tạo bảng cho cái quản lý vận hàng 3 này. Đây, đầu tiên tạo quản lý khách hàng trước này. Thì một cái bảng này nó chứa một cái PK là mã khách hàng thôi. Tiếp theo là cái kho vật tư là cái bảng thứ hai, gọi là bảng cha, và có một cái khóa chính là mã vật tư thôi. Còn cái bảng thứ ba này là bảng đơn hàng này, gồm có một cái khóa chính là HDID và hai cái khóa phụ, xin lỗi, hai khóa liên kết, một là mã khách hàng liên kết với cái mã khách hàng của cái khách hàng của bên này, và hai là cái mã vật tư cũng liên kết như vậy. Nhưng mà cái bài này phức tạp hơn, mà chúng ta có thể thu nhập, chúng ta tạo ra được cái này, đấy. Cái dữ liệu như này, và chúng ta có thể nhập dữ liệu đây, để nhập dữ liệu nhé. Thì cái này tôi không có kịp thời gian nhưng mà tôi cho thầy cô xem thôi. Hiện nay trong máy tính của tôi đã tạo sẵn rồi và tôi cho thầy cô xem nhé. Đây. Bây giờ tôi ghi lên lại. Đây là cái lệnh là truy vấn đúng không? Tôi ghi lại là quản lý bán hàng 2. Truy vấn dữ liệu. Mấy cái file thì ghi ra được nhé. Được chưa? Bây giờ tôi new dùng cái mới này. Đấy, và bây giờ tôi xem lại, tôi sẽ show lại một chút nhé. Show lại cái database này. Đây.
thì trong máy tính của tôi đã tạo ra sẵn rồi, chúng ta phải làm lại. Chúng ta tạo sẵn cái là quản lý bán hàng 3 của tôi này đó nhé. Thì các thưa có thể xem, bây giờ tôi sẽ use quản lý bích nhanh bán hàng 3 này. Đấy, bán hàng 3 được chưa. Và bây giờ tôi sẽ show table cho nó đấy. Không có 3 mấy đơn hàng này, khách hàng và kho vật tư. Tôi có thể xem được nhé, vì tôi còn select này, select sao from khách hàng. Đấy. Chạy thử nhé, thì nó gồm có những vẫn là cũng có những cái người cũ. Đấy. Bên này là 9 người nhé. Tiếp theo tôi lại select select sao from kho vật tư, kho VT. Đấy. Thì nó gồm như cái này, bút bi rồi là bút thiên long rồi nữa, cũng có tên vật tư, nhóm vật tư và đơn giá. Đó. Và tôi sẽ select lại xem lại kia trong cái hóa đơn nó còn có cái gì. From đơn hàng, đơn hàng yeah. Đây rất nhiều đây. Và với cái bài này đấy, mã vật tư đây là nó là mã này, số lượng đây này, rồi là số tiền này, rồi mã, có rất nhiều thông tin. Có thể từ cái dịp này thì có rất nhiều những cái vấn đề về quản lý được, có thể dùng rất nhiều truy vấn khác nhau. Đấy, thì chúng ta không kịp thời gian, bây giờ 22 phút rồi, tôi không đủ thời gian để tôi làm. Thực biết vậy, các bạn có thể về nhà các bạn làm tiếp nhé, làm tiếp xem là nó gồm có cái gì. Và chúng ta sẽ, bây giờ tôi sẽ demo cho các bạn xem một chút. Bây giờ tôi sẽ bật thử lên xem thôi. Tôi chạy chương trình thì tôi bật ra cái tôi muốn bật màn hình cái gọi là cái sơ đồ quan hệ của cái bảng này nhé, của cái cơ sở này. Tôi vào cái lệnh database, vào lệnh này, nhìn ra lại lệnh này nhé. Đấy. Bấm next này, và chúng ta chọn là quản lý bán hàng 3 của tôi. Next nhé. Next execute. Đấy. Next finish. Đây chính là cái này nhé, đây là kho vật tư này. Đây là đơn hàng, là cái bên này này. Đấy. Như vậy là cái kho và cái khách hàng này là hai cái bảng tra, hàng cái bảng tra đúng không? Và cái này là cái bảng con đây. Quan hệ đều là một nhiều. Mỗi đơn hàng này nó có thể liên hệ, nó phải liên hệ với một phần tử của bên kho vật tư và liên hệ với một phần tử của khách hàng. Và với bài này chúng ta có rất nhiều, và đây là càng có nhiều hơn nữa các cái truy vấn. Tính tổng theo tính tổng cái số tiền theo theo từng mã vật tư, theo hoặc là theo từng khách hàng, tính số lượng các cái số lượng các cái đơn hàng theo từng khách hàng, theo từng mã vật tư. Đấy, và nhiều còn nhiều nữa, còn liệt kê ra tính nhóm các cái vật tư mà được mua trong năm 2023 chẳng hạn, có rất nhiều thông tin có thể làm được cái này, có thể làm được chỗ này. Thì phần này là coi như là chúng ta sẽ về nhà làm nhé. Ở trong cái slide của tôi đã ghi có một số các slide, có một số các cái truy vấn ứng trường mà 3 bảng rồi đấy. Nhưng mà chị bà bảo là khó hơn, khó rất là nhiều lần đấy, khó hơn so với là 2 bảng. Còn cái dữ liệu của gốc, cái dữ liệu gốc của cái sách giáo khoa 11 là dữ liệu này, thì nó cũng có 4 bảng cơ. Đây là cái dữ liệu gốc của cái dữ liệu gốc của cái cơ sở dữ liệu My Music ấy, của thầy Nguyễn Nam Hải viết trong sách giáo khoa. Chúng ta có 4 bảng như sau nhé. Đầu tiên là cái bảng nhạc sĩ, là cái bảng dữ liệu gốc ban đầu này. Tiếp theo là cái ban nhạc, thì ban nhạc nó liên kết là một nhiều với cái nhạc sĩ này. Một cái bản nhạc thì gồm có là cái ID bản nhạc, tên bản nhạc và cái nhạc sĩ nào. Như vậy nó liên kết đây là FK ứng với PK ở đây. Mà hai bài này nó có quay với nhau riêng nhé. Tiếp theo là một cái bảng nữa là bảng ca sĩ, là cái bảng dữ liệu gốc. Và ở đây là cái bản thu âm, là cái dữ liệu, là cái bảng dữ liệu chính mà chúng ta cần quản lý, gồm có là ID bản thu âm. Thì bản thu âm nó gồm có 2 tham số, một là bản nhạc, hai là ca sĩ, đấy là bản nhạc nào thì ứng với cái bên này, và hai là ca sĩ ứng bên này. Thì cái bảng này, cái môi này là cũng có 4 bản nhạc, mà nó lại còn có quan hệ hơi còn phức tạp hơn nữa so với cái mô hình mà tôi đưa ra trong 3 bảng ở đây.
vì đây nó nối thằng này là FK nối với bên này này, FK nối bên này, đây đây còn một FK nữa đây này đó. Chứ cái bài 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 tập này thì lại có thể vì nó phức tạp hơn là cái mô hình ba bảng ở trên. Cho nên mặc dù dữ liệu nó đơn giản thôi nhưng mà chúng ta có thể tạo ra các query là nó phức tạp hơn, nó liên kết chồng chéo giữa ba giữa bốn cái bảng này. Ví dụ như là cần phải thống kê trong cái bảng thu âm này, thống kê theo từng cái nhạc sĩ xem là mỗi nhạc sĩ có bao nhiêu bản thu âm ở trong cái này, thì mình lại muốn lấy cái tên nhạc sĩ cơ, thì như vậy nó phải liên kết có group by với cái thằng nhạc sĩ này, nhưng mà là phải liên kết thêm bài này nữa để nó nhận được cái tên nhạc sĩ này. Mặc dù cái bản này cái môn nhạc nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nó cũng theo tôi là cũng khá phức tạp, cho nên dạy cái phần này cho học sinh là cũng tương đối đấy, các bạn thật vẫn rất chú ý khi mà dạy, khi mà chúng ta nên dạy chúng ta nên dạy cái phần hai cái bảng này trước này, hai cái bảng này nó dễ hơn này, nó liên kết với nhau chỉ có là một FK và cái này thôi. Xong tiếp theo mình đến cái này, đến cái này thì chúng ta sẽ thể hiện những cái query riêng của thằng này trước thì dễ hơn nhé, còn query với thằng này với thằng này và thằng này là khó hơn đấy. Nên đối với thằng này là hơi khó, là hơi khó hơn. Ở đây như tôi đưa ra một vài cái query ở đây đấy. Đâu không nhỉ, có query không ấy nhỉ, nhìn thấy như cũng có sao không? Đây đây là liệt kê danh sách cái một vài cái em liệt kê ở đây được, các bạn về nhà các bạn xem lại nhé. Đó, ở đây có đủ hết tất cả nhé, phần vân ở đây. Đấy, thôi được rồi nhé, vì tôi không có thời gian nên chúng ta dừng lại ở đây nhé. Tất cả các bạn có câu hỏi gì thêm thì các bạn có thể hỏi thêm ở bên ngoài nhé. Tôi sẽ không làm lại thêm cái buổi học này nữa đâu. Hôm nay là cái buổi cuối cùng rồi. Nếu mà chúng ta có nhu cầu gì thêm nữa thì các bạn sẽ viết lên nhóm, tôi sẽ trao đổi cùng thầy Khải, cùng với thầy Nguyễn Nam Hải. Có thể nếu các bạn cần nữa thì có thể là tôi sẽ bảo thầy Hải sẽ làm thêm những các thầy cô một vài kia một cái buổi phụ đạo thêm nữa riêng đối với cái cơ sở dữ liệu là My Music nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Các bạn có thấy Thầy cho tôi cái bao bò này được thầy. Cái bao bò nó cho rồi nữa hôm trước đấy. Ủa sao gửi rồi đấy ta? Chưa thầy ơi. Chưa. Cái group mà ICT lát lát thầy hình như hồi chưa gửi thầy. Bây giờ bạn nào mà nhóm nào mà chưa có, các bạn nhắn tin để tôi biết, vì tôi nhiều nhóm quá không để ý nên nhiều khi cứ loạn cả lên đấy nhé. Tôi không nhớ là được, các bạn cứ gửi lên nhóm là em chưa nhận được cái này thì tôi sẽ gửi cho các bạn ngay đấy. Nhiều khi trong nhiều quá quên mất đấy nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ chào thầy ạ.